4 giờ sáng. Giá rét, mưa phùn không ngăn được bà Xuân làm công việc suốt 20 năm nay của mình. Vào đi bác. Tôi thấy chậm hơn cả lắm. Vì là mọi người dùng nhiều loại hoa. Hoa đào năm nay thì nó nở cũng sớm hơn. Mọi người làm cũng vất vả. Cái này thì đương nhiên là không có Tết đâu. Kinh doanh cây cảnh Tết vốn phụ thuộc vào thời tiết. Người chồng chỉ mong một mùa vụ buôn bán suôn sẻ, nhưng không phải lúc nào cũng được như ý. Vừa rồi là mưa nhiều, mưa một tuần lễ, dâm dạ đào nó lở trước hết. Rét mướt ai người ta ra ngoài đường nhiều. Dâm dạ bán cũng khó lắm, rẻ lắm. Năm nay rẻ bằng nửa năm ngoái. Cả năm trong cành đào rẻ như này thì làm gì? Khó khăn vất vả là vậy, nhưng những người bán hoa vẫn cần mẫn lựa chọn những cành đào đẹp cho khách mua. Rất là ưng cái đôi cành này, mà trong đó giá cả cũng rất là hợp lý so với cả cái hoa rời kia. Mọi tháng ấy thì toàn cắm hoa thường thôi, mà đến ngày Tết thì có cái không khí ngày Tết thì bao giờ có cành đào nó cũng đẹp hơn. Sự hài lòng của khách hàng chính là động lực cho những người bán hoa vẫn miệt mài trên các con phố. Những ngày cuối cùng của năm, họ vẫn không ngừng nuôi hy vọng sẽ bán được nhiều hoa hơn, vừa hoàn thành công việc làm đẹp cho đời, vừa tự thưởng một cái Tết đủ đầy. 25 trở ra người ta mới mua, mong là như thế thì còn gỡ lại kiếm được cái Tết. Đi chợ đi múa này nó như một bài tập thể dục của mình. Nó vừa có cái sự giao lưu ở ngoài đường, rồi là mọi người được chuyện trò, được thân thiện với nhau này. Thường là cứ thấy hết hàng là tự thưởng mình là thấy phấn khởi rồi. Trên khắp quê tôi, ngàn hoa tươi khoe sắc muôn nơi. Dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui với gia đình.